玛丽，卫生间在哪儿？卫生间在那。是宿舍楼的左边还是右边？宿舍楼的右边。你也去图书馆吗？我也去图书馆。同学，图书馆在哪里？图书馆在学校的北边。你不是北京大学的学生吗？我不是北京大学的学生。老师好，请问那是图书馆吗？那是不是图书馆？教学楼的东北是图书馆吗？教学楼的东北是图书馆。大卫，你去图书馆干嘛？我去图书馆看书。大卫的旁边是不是王老师？大卫的旁边不是王老师。请问老师在哪儿买汉日词典？在书店买汉日词典。Nếu như còn có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc, các bạn hãy đừng ngại ngần để lại comment ở phần phía dưới bình luận để chúng ta cùng nhau giải đáp nhé. Và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.